Hello students, nice to see you again. My name's Gum and I'm from Võ Thành Trang School. I wish all of you good health. Now please take out your notebook and pens to take note carefully. Okay, are you ready? Good. Now, today we continue the Unit 2, City Life, and we have three sections here. A closer look to, skills 1, and looking back. Now, we come to the first one, a close look too. In this lesson, we will review the Rama point, comparison. We have three kinds of comparison as you know. The first one, equality. Second, comparity. And the last one, superlative. Ở bài ngữ pháp này, chúng ta sẽ cùng ôn lại về dạng câu so sánh. Như chúng ta biết, chúng ta có 3 loại câu so sánh, đó là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất, đúng không nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại về so sánh bằng, comparison of equality. Look at the examples and give me the structure of equality. Vì các bạn hãy nhìn vào các ví dụ phía dưới, từ đó hãy suy ra công thức của so sánh bằng giùm thầy nhé. They run as far as his cousin. They doesn't run as far as his cousin. Các bạn đã hình dung được công thức của so sánh bằng chưa? Đó chính là chủ ngữ cộng động từ cộng as cộng tính hoặc trạng cộng as cộng danh từ. Rồi, chúng ta cùng nhìn thêm một ví dụ nữa để tìm hiểu xem ngoài công thức trên chúng ta còn công thức nào khác để chỉ so sánh bằng nữa nhé. They doesn't run so far as his cousin. Các bạn đã hình dung được công thức thứ hai này chưa? Đó chính là chủ ngữ cộng động từ cộng so cộng tính hoặc trạng cộng as cộng danh từ. Các bạn vui lòng ghi chép đầy đủ giùm thầy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang dạng so sánh tiếp theo, đó là so sánh hơn, comparative. Như các bạn đã biết, so sánh hơn chúng ta có hai trường hợp xảy ra, đó là đối với tính từ hoặc trạng từ ngắn và tính từ hoặc trạng từ dài. Tất cả hãy nhìn vào ví dụ sau đây, từ đó cho thầy công thức của câu so sánh hơn nhé. He is taller than she was last year. He plays tennis more skillfully than I do. Các bạn đã có công thức cho mình chưa? Đó chính là chủ ngữ cộng động từ cộng tính từ hoặc trạng từ ngắn cộng cộng than cộng danh từ. Chủ ngữ cộng động từ cộng more cộng tính từ hoặc trạng từ dài cộng than cộng danh từ. Các bạn ghi chép đầy đủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang dạng so sánh cuối cùng, đó là so sánh nhất, superlative. Và dạng so sánh nhất này chúng ta cũng có hai trường hợp là đối với tính từ hoặc trạng từ ngắn và tính từ hoặc trạng từ dài. Các bạn hãy nhìn vào các ví dụ sau đây. I am the tallest person in my family. Soccer is the most popular sport in the world. Các bạn đã hình dung được công thức chưa? Đó chính là chủ ngữ cộng động từ cộng the cộng tính từ hoặc trạng từ ngắn cộng is cộng danh từ. Chủ ngữ cộng động từ cộng the most cộng tính từ hoặc trạng từ dài cộng danh từ. Các bạn ghi chép giúp thầy nhé. Lưu ý khi làm câu so sánh, các bạn cần chú ý một số tính từ và trạng từ đặc biệt sau đây. Good, well, better, the best, bad, badly, worse, the worst, little, less, the least, many, much, more, the most, far, farther, the farthest, or further, the furthest. Okay, that's all the kinds of comparisons that we need to learn today. Now I have some exercises over there to check your understanding. Now class, open your book on page 20. Look at the exercise 2. Complete this task with the most suitable form of the adjectives. Các em hãy cho dạng so sánh đúng phù hợp với các tính từ có trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau đây. Các bạn có 3 phút để chuẩn bị.
Okay, time's up. Let's check the answers. London is one of the largest cities in the world. Its population is a lot smaller than Tokyo or Shanghai, but it's by far the most popular tourist destination. London is probably the most famous for its museums, galleries, palaces, and other sites, but it also includes a wider range of peoples, cultures, and religions than many other places. People used to say that it was the dirtiest city too, but it's now much cleaner than its worst. To the surprise of many people, it now has some of the best restaurants in Europe too. For some people, this makes London the most exciting city in Europe. Okay, we move on to the next exercise. Exercise 4. Let's match the phrasal verbs in column A with the meaning in column B. Các bạn hãy nói các cụm động từ ở cột A với nghĩa của chúng ở cột B. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị. Now, thumbs up. Number 1. Pass down. Truyền lại. Transfer from generation to the next. 2. Live on. Sống dựa vào cái gì? Have enough money to live. 3. Deal with. Đối mặt, đương đầu, xử lý. Take action to solve a problem. 4. Close down. Đóng cửa. Stop doing business. 5. Face up to. Đối mặt, chấp nhận. Accept or deal with. 6. Get on with. Get on with. Trở nên thân thiện với ai. Have a friendly relationship with somebody. 7. Come back. Quay trở về. Return. 8. Turn down. Bác bỏ. Phủ nhận. Reject or refuse something. Skills 1. Now look at these pictures and tell me which city are they. Do you have your answer yet? Okay, number 1. Sydney 2. Paris 3. Hanoi 4. London 5. New York and 6. Tokyo. Now, tell me what is the best city in the world you would like to live in. I'm sure that each one of you have your own answer, right? According to me, I really like living in New York because it's the most modern and interesting city in the world.
Now, work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order from 1 to 8. Number 1 is the most important. Bây giờ các bạn hãy đánh số theo thứ tự từ 1 đến 8 về những yếu tố nào, những đặc điểm nào là quan trọng nhất đối với một thành phố. Và lưu ý số 1 sẽ là điều quan trọng nhất. Các bạn có 1 phút để chuẩn bị. Time's up. Okay, let's check the answer. Number one, can you guess? The most important thing is transport. Cái quan trọng nhất ở đây chính là sự vận chuyển, là phương tiện đi lại. Number two, safety, sự an toàn. Three, education, giáo dục. Four, cost of living, mức sống. Five, climate, khí hậu. 6. Entertainment, giải trí. 7. Culture, văn hóa. And the last one, convenience, sự tiện lợi, sự tiện nghi. Okay, before we go to the main content of this lesson, get ready for the new words. Các bạn chuẩn bị giấy bút ghi từ mới giùm thầy và chúng ta để ý thật kỹ phần trọng âm của mỗi từ. Number 1. Determine, determine, quyết định, xác định. 2. Conflict, conflict, sự xung đột. 3. Index, index, chỉ số. Number 4. Factor, factor, yếu tố. Number 5. Rank, rank, phân loại, liệt vào hạng. Number 6. Urban sprawl, urban sprawl, sự phát triển đô thị hoặc sự đô thị hóa. Okay, now everybody, let's say again. Determine, determine, conflict, conflict, index, index, factor, factor, rank, rank, urban sprawl, urban sprawl. Now, I have an exercise to check your understanding. Complete the sentence with the correct word. Các bạn hãy điền các từ khóa sau đây vào các chỗ trống phía dưới. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị.
on. The number of new houses being built is a good index of a country's prosperity. Cái số lượng những ngôi nhà mới đang được xây dựng là một cái chỉ số rất là tốt cho sự thịnh vượng của đất nước. Number 2. She was not used to mixing with people of high social rank. Cô ấy không quen với việc là dính líu hoặc là liên quan đến những người ở tầng lớp xã hội cao. Number 3. The date for the meeting has yet to be determined. Cái ngày của cuộc họp phải được xác định. Number 4. They did nothing to deal with the problems of urban sprawl. Họ chẳng làm gì để đương đầu và giải quyết những cái vấn đề liên quan đến sự đô thị hóa. Number 5. The story tells of a classic conflict between love and duty. Câu chuyện nói về cái sự mâu thuẫn cơ bản giữa tình yêu và nghĩa vụ. Number 6. Smoking is a risk factor for cancer. Hút thuốc là một yếu tố nguy hiểm dẫn đến bệnh ung thư. Now class, open your book on page 22. Can you see the passage? Now, read the passage quickly and find the information to fill the blanks. You have 3 minutes. Now, everybody, let's check the answer. Number 1. The name of the organization doing the survey. The Economist Intelligence Unit, ERU. Number 2. The year of the survey, 2014. Number 3. The names of the best city and the worst cities. The best city is Melbourne in Australia. And the worst cities are
Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon. Let's move on to exercise 3. Read the passage again and answer the question. 3 minutes. Let's check the answers. Number 1. What factors are used by ERU to rank the world cities? ERU đã sử dụng các yếu tố nào để xếp hạng các thành phố trên thế giới? Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn và các cơ sở giải trí tại các thành phố. Number 3. Where were some famous cities on the list? Danh sách nhiều thành phố nổi tiếng ở đâu? They are among the top 20. Trong top 20. Number 3. Why were Dhaka, Tripoli and Douala ranked among the world cities? Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại nằm trong số những thành phố tệ nhất? Because in this country, living conditions were the worst difficult or dangerous. Bởi vì điều kiện sống có nhiều khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Number 4. Which were the most livable city in Asia? Thành phố nào là đáng sống nhất ở châu Á? Osaka was the most livable city in Asia. Osaka là thành phố đáng sống nhất ở châu Á. Number 5. What are some factors that should be added to the index? Những nhân tố nào, yếu tố nào cần được thêm vào chỉ mục trên? They are a city's green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience and pollution. Đó là không gian xanh của thành phố, sự đô thị hóa, các vẻ đẹp về thiên nhiên, tự nhiên, các điểm thu hút du lịch, văn hóa, sự tiện lợi và sự ô nhiễm. Chúng ta đã xong những nội dung cơ bản ở phần Skill 1. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Đó là Looking Back. Ở phần này, chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ từ vựng và ngữ pháp quan trọng ở bài số 1. Các bạn chuẩn bị nhé. Exercise 1. Complete the word verbs with nouns and adjectives connected with the city. Hoàn thành mạng từ với các danh từ và tính từ liên quan thành phố. Các bạn hãy nhớ lại các danh từ nào và tính từ nào liên quan thành phố mà chúng ta đã học. Now, we have metro, urban, skyscraper, museum, cinema, traffic jam, building, supermarket, and adjectives we have cosmopolitan, noisy, polluted, ancient, convenient, exciting, stressed, and modern. Now let's move on to exercise 2 on page 24. Put one word from the box in each gap. Các bạn hãy điền một từ có trong bảng vào các chỗ trống sau đây. Trước tiên chúng ta sẽ nhìn qua các từ khóa quan trọng. Full, đầy, nhiều. Bored, chán, nhàm chán. Fabulous, tuyệt vời. Urban, thuộc về thành thị. Noisy, ồn ào. Crowded, đông đúc. Fascinating, hấp dẫn. 2 phút chuẩn bị. Fascinating. Number 2. Noisy. Number 3. Full. Number 4. Crowded. Number 5. Urban. Number 6. Fabulous. Number 7. Bored. Để giúp các bạn rõ hơn về nội dung, thầy sẽ giúp các bạn dịch đoạn văn này như sau. Một thành phố lớn tràn đầy sức sống. Cuộc sống thành phố hiện đại hơn và hấp dẫn hơn ở những nơi khác.
Nó thường rất bận rộn và ồn ào, ngay cả vào ban đêm. Cuộc sống ở một thành phố bắt đầu từ rất sớm, chẳng mấy chốc những con đường đã đầy xe cộ. Học sinh mặc đồng phục có thể được nhìn thấy trên vỉa hè, đi bộ hoặc chờ xe buýt. Mọi người vội vã đi làm. Với mỗi giờ trôi qua, lưu lượng người ngày càng tăng. Các cửa hàng và các khu chợ vẫn đông đúc đến tận buổi tối. Chắc chắn cuộc sống thành thị có những nét quyến rũ nhất định. Nó mang đến những cơ hội và thách thức lớn, đặc biệt là cho giới trẻ. Có rất nhiều thứ để làm và các cơ sở được phát triển tốt. Có những nơi vui chơi giải trí tuyệt vời. Một người không bao giờ cảm thấy chán trong một thành phố cả. Ok, everyone, let's review the grammar point. Chúng ta sẽ ôn lại về cấu trúc câu so sánh nhé. Now, look at exercise 3. Complete each sentence with the word given using comparison. Remember, you can include any other necessary words. Now, you have 1 minute to complete the task. Number 1. The last exhibition was not as interesting as this one. Cuộc triển lãm trước không thú vị bằng cuộc triển lãm này. Number 2. The city is developing the fastest in the region. Thành phố này đang phát triển nhanh nhất ở trong khu vực. Number 3. Let's check this road. It's the shortest way to the city. Hãy vào con đường này đi. Nó là con đường ngắn nhất để đến thành phố. Number 4. I was disappointed, as the film was less entertaining than I had expected. Tôi thật sự thất vọng bởi vì bộ phim này nó không hấp dẫn và mang tính giải trí như tôi mong đợi. Ở đây chúng ta sẽ dùng phép so sánh kém hơn để diễn tả sự thất vọng. Number 5. You are not a safe driver. You should drive more carefully. Bạn không phải là một tài xế an toàn. Bạn nên lái xe cẩn thận hơn. Now, let's come to the next exercise. Exercise 4. Complete each space with the phrasal verb from the list. Change the form of the verb if necessary. Các bạn hãy hoàn thành các chỗ trống sau đây với các cụm động từ có trong danh sách trên. Các bạn có thể thay đổi về thì của động từ nếu cần thiết. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị.
Now, let's check the answers. Number 1. She turned down his invitation to the party and now he's really upset. Cô ấy đã từ chối lời mời của anh ấy đến bữa tiệc và bây giờ anh ấy rất là buồn. Hành động này đã xảy ra rồi nên chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn. Number 2. What is going on in the street over there? Open the door. Chuyện gì đang xảy ra ở trên đường ở đằng kia vậy? Mở cửa ra nào. Câu này chúng ta dùng tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Number 3. Lots of fruit and vegetables will help you get over your cold. Ăn nhiều trái cây và rau củ sẽ giúp bạn vượt qua được cơn cảm lạnh. So help là động từ nguyên mẫu. Number 4. My brother was cheered up with a trip to the zoo. Em trai tôi đã cảm thấy vui hơn với chuyến đi đến sở thú. Câu này chúng ta chi bị động. Number 5. The bro was jammed, so we had to turn back and find an alternative route. Con đường đã bị kẹt xe rồi. Vì thế, chúng tôi đã quay trở về lại và tìm một con đường khác thay thế. Number 6. I have found out about a fabulous place where we can go on a picnic this weekend. Chúng tôi đã tìm thấy một nơi rất là thú vị, nơi đó mà chúng tôi có thể đi dã ngoại vào cuối tuần này. Câu này chúng ta chia thì hiện tại hoàn thành. Goodbye everybody and see you next time.